Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ỷ Thiên TV trong phần chơi Minecraft Sky Factory 3. Trong tập trước chúng ta đã sử dụng cái Builder Block để làm một cái sàn. Nhưng mà khi mình kiểm tra lại, ủa sao kỳ vậy? Nó thiếu một chút xíu là sao? Thay vì nó xây một cái sàn 51 thì nó xây cái sàn chỉ có 47, là cái đường kính của cái đường tròn này nè. Nó chỉ có 47 thôi, làm cho mình đã phải, ủa sao kỳ, cái bản vẽ thiết kế của mình có sẵn á, thì mình thấy là nó là 51 mà. Vô đây, chàng ơi, làm cho mình phải xây dựng bằng tay lại, rất là mệt. Mất nhiều thời gian thôi chứ không gì hết. Rồi sau đó nó cũng kéo theo những cái miếng kiến ngoài kia để sẵn, cũng sai luôn. Thành ra chúng ta cũng phải xây dựng bằng tay lại. Bây giờ nó đã đúng rồi nè, hai cái đường tròn này đã đúng rồi nè. Mình đã làm trước hai đường tròn này bởi vì chúng ta sẽ cần sử dụng một cái trong ngày hôm nay đó. Ở đây chúng ta đang có chỗ phía trên lũ gà và lũ gà biến mất tiêu rồi. Thiệt không vậy? Hãy trả lời gần xuất hiện. Làm gì có chuyện biến mất được. Cái cảm hứng để xây dựng trong cái sàn trung tâm này sẽ là cái hình logo của cái phần chơi Sky Factory 3. Các bạn thấy được hai cái ống khói đi lên, có cái nhà máy ở giữa. Thì mình sẽ xây cái đó ở trong cái khu vực trung tâm. Mình đang suy nghĩ một vấn đề duy nhất là hai cái ống khói đặt ở đâu. Hai cái ống khói trong cái hình đó thì chúng ta cũng không biết được nó đặt ở giữa này hay là nó đặt ở đằng đầu này. Mà mình nghĩ chúng ta đặt ở giữa thì nó sẽ đẹp hơn là khi chúng ta đặt ở đầu này. Bởi vì nó làm cái ống khói nó nhỏ xíu à. Nó sẽ choáng chỗ lắm. Ở đây nó dư chỗ làm gì, chúng ta đem ra đây, chúng ta xây dựng cho nó đẹp. Còn cái chuyện mà giờ chúng ta để nó ở đâu thì chắc là sau khi chúng ta lên được cái bức tường, chúng ta sẽ thấy được cái điều đó. Và trước khi mình làm điều đó, mình sẽ đi xuống bên dưới để lai giống gà một chút. Ngày hôm nay chúng ta chỉ lai giống một loại gà duy nhất mà thôi. Đó chính là sen, ấy lộn, clay chicken. Ta sẽ lai con snowball và sen. Xuất hiện clay chicken. Sen chicken, bye bye. Rồi. Và bây giờ nếu bạn nào cảm thấy cảnh đó quá dã man thì hãy nhắm mắt lại trước khi mình thực hiện hành động này. Rồi đó. Chúng ta sẽ chờ chút xíu để chúng ta like cho nó xong luôn đi. Mình cần hai con sen chicken. Ta qua kiểm tra những cái cray quá chừng đồ luôn. Thật là kinh khủng. Đây là những cái medium storage cray. Nó lắp đầy hết trơn luôn rồi. Đồng thời mình cũng đã kiểm tra những con gà nào chỉ đơn côi một mình. Nhân số lượng nó lên có được hai con. Giờ nó không có còn đơn côi nữa đâu. Và con này với con này chúng ta vừa lụm cái gì vậy? Snowball hả? Snowball chicken. Bye bye. Đứng lại cưng. Nhảy hoài. Bang bang. Hãy cho tôi clay chicken đi. Tôi gần hết hộp giống rồi đó. Vẫn chưa có nữa. Mắc buộc chúng ta sẽ phải tạm thời sử dụng em này rồi. Ủa lấy cái này xuống làm cái gì? Lấy lộn. Sao nãy giờ lấy lộn hoài vậy? Hãy bình tĩnh trở lại nào. Để chúng ta lấy đúng món. Mình cần clay chicken là vì ta sẽ sử dụng hardened clay. Ta có rất là nhiều loại thuốc nhuộm thì xây dựng bằng hardened clay rất là đẹp, nên quyết định xài hardened clay luôn. Đồng thời chúng ta cũng sẽ sử dụng một số món đồ đến từ những bản mod khác. Và mình đang đi kiếm hột giống với lại lúa mì. Ta bỏ lúa mì vào trong này. Và hột giống. Giờ chúng ta cũng bỏ cái này vào trong luôn đi. Em này với em này đã được clay chicken. Nó đâu? Lại là Snowball Chicken. Tỷ lệ thành công là 17% để có thể lai ra được con Clay Chicken. Ta kiểm tra lại coi. Clay Chicken, Snowball và Sen. Chính xác rồi, đấy là Snowball và con kia là Sen. Vẫn chưa được là sao? Ngày hôm nay chúng ta hãy cố gắng lai cho xong đi. Mình cũng muốn có một con để chúng ta có được nhiều clay. Có được clay rồi chúng ta đem nấu lên thành hardened clay là xong. Mấy công thức này thì nó đơn giản rồi. Và đây là Rye Brick của Tinker Construct hả? Cũng thú vị. Tinker Construct nó có thêm một số cái khối vật liệu xây dựng cũng đẹp. Giờ nó ra con gì đây? Sao nhỏ vậy? Cho tôi con clay chicken coi. Tất cả mọi người đều mong muốn có con clay chicken. Chứ gì nữa? Mọi người đều muốn thấy con clay chicken. Rồi giờ trong thời gian này chúng ta cũng sẽ chuẩn bị một vài thứ đi. Ta cần có gỗ, rất là nhiều gỗ. Bay qua kia. Và mình sẽ cần phải bỏ bớt đá cuội vào trọng á. Mình cần rất là nhiều nesting pen. Nhiều lắm luôn á. Mấy em này lai tiếp được rồi nè. Ra. Clay chicken. Why vậy?
Clay chicken đi. Cho tôi một con clay chicken đi. Vẫn không phải. Ok, vẫn không phải đúng không? Rồi chúng ta bỏ những thứ này vào trọng. Còn gì nữa không? Bỏ cái này vào trọng luôn. Và ta sẽ lấy 9 cái khối này xuống, bỏ vào trong đó để biến nó thành hay bale. Từ hay bale chúng ta sẽ chuyển hết nó này luôn. Và ta làm những cái món này, nó tốn rất là nhiều luôn á. Tất cả những thứ này được sử dụng để chế tạo nesting pen. Nó còn hai ô trên nữa. Nesting pen 16 cái. Ôi, cái gì vậy? Ta hãy lai giống mấy con gà tiếp nào. Cho tôi clay chicken coi. Hồi nãy lai nhưng mà không có, cho nên mình cũng đã xử lý mấy con đó rồi. Nếu bạn nào cảm thấy hành động này quá dã man thì bạn có thể nhắm mắt lại. Sau khi nghe cái ad là bạn có thể mở mắt ra. Rồi đó, chúng ta hãy tiếp tục nào. Mình sẽ đi chuẩn bị một vài thứ nữa. Có loot bag hả? Coi thử chơi coi. Có mỗi cái này được à. Còn thứ còn lại thì chúng ta đem bỏ đi, không cần thiết đâu. Sao nó căng quá vậy? Cái lũ gà này đừng nó đẻ ghê lắm, nên phải lúc nào để ý. Nhiều khi á, mình không có chỗ chứa, nó đẻ đầy trên mặt đất luôn á. Chúng ta hãy cùng nhau lấy thêm 9 cái bó lúa, bỏ vô trọng, biến thành những cái hay bèo. Và được 64 cái, chuyển sang những cái đó là cái gì? Hatchery nest. Rồi chuyển sang nesting pen. Ok, lấy xuống. Này cần rất là nhiều nesting pen luôn á. Lấy xuống. Và lấy xuống. Rồi đeo bệnh lai giống tiếp. Con này với con này. Ra con clay chicken coi chơi coi. Vẫn không phải clay chicken. Tôi cần một con clay chicken cũng được nữa. Clay chicken. Không phải. Rồi vậy chúng ta phải chờ thôi. Ủa mà khoan, nó đừng có lụm cái Inferium Essence vào trọng. Nếu nó lụm là nó sẽ hết cái chỗ. Wow. Giờ chắc là mình sẽ cần phải ưu tiên làm một cái cray mới. Mình đang có Wooden Casing ở đây nè. Chúng ta hãy nâng cấp cái cray đó lên luôn. Có những cái Void Crystal Block chuẩn bị sẵn á. Ta hãy coi công thức của cái cray một phát. Công thức này là nó đi từ đây. Vậy là mình sẽ làm trước 64 cái chest cũng được. Mình có sẵn rồi, khỏi cần làm. Có sẵn rồi làm gì nữa đúng không? Và em này, pen 10 cái. Và ta sẽ để nó ở ngay đây. Ngay ở đây. Và mở lên, chưa có gì. Mở lên đây. Extract insert. Từ từ cái cây nó sẽ cao lên, nó thành một cái cột. Chứa tất cả những món đồ của tụi gà rớt ra. Và đi ngủ phát nào. Giờ xuống cho tụi nó ăn tiếp. Hãy cho tôi clay chicken đi. Tôi cần nó lắm đó. Vẫn không phải. Là sao hả mấy đứa? Clay chicken đâu? Đó, clay chicken. Hay quá. Rồi mấy đứa đã xong việc rồi đó. Tốt. Và còn một cái animal net nữa để chụp tụi nó đem về. Chúng ta sẽ đem nó về đây. Và đem con này về. Lát nữa mình sẽ lai hai con kia cho nó nhanh. Nó sẽ có cơ hội ra clay chicken luôn. Và ta sẽ bắt đầu có được clay. Rồi còn mấy thứ không cần thiết như thế này thì chúng ta bỏ vô trong này luôn đi. Medium storage clay vô trọng. Cất vô trọng. Glass chúng ta cầm theo. Bỏ hồng hộp giống cầm theo luôn. Lớn chưa? Chưa. Giờ ta sẽ sử dụng cây Builder Wand để ốp cái sàn phía bên trên lại. Builder Wand đây rồi. Lên trển. Ây da, không được. Cần phải đập hết mấy cái cục này đi. Đó là những cái cục để mình đếm thôi. Giờ không cần nữa. Các bạn có thấy mình làm một cái cây thước dây đúng không? Cái cây thước dây đó đo không có chính xác. Mình rất là ghét. Lần trước chúng ta đo rất là chính xác rồi, nhưng mà lần này đo không có chính xác gì trơn hết á. Nên làm cho mình cũng mất công lắm á. Mình sử dụng nó đó chứ, mình chế tạo để sử dụng. Nhưng mà thành ra, ủa sao tôi đo chỗ này dư miếng, chỗ kia thiếu miếng. Rất là khó chịu. Cho nên thôi, không sử dụng nữa. Quyết định đo bằng tay cho nó nhanh. Rồi, giờ ta sẽ có được cái sàn ở trên này luôn. Và chắc chắn ta sẽ cần có thêm đá cuội.
xây cái này thì phải thật sự vô cùng cẩn thận. Chỉ cần một cú lít chuột sai thôi là sửa mệt nghỉ luôn á. Kéo qua, kéo qua, kéo qua và kéo qua. Hết chưa? Vẫn còn đá cùi. Tốt. Và mình đang nghĩ là mình sẽ nâng cấp cái sàn này lên. Chúng ta sẽ không có xây dựng liền. Bởi vì trước sau thì mình cũng cần có một cái chỗ để đi đường dây. Thì chắc là sẽ có cái độ dày cái sàn là 3 ô. Thì ta cần sẽ có thêm đá cùi á. Để ốp lại chỗ này trước đi. Rồi. Hên quá, hên quá. Hên quá. Rồi đây. Và ốp lại. Ta còn một phần nữa là xong. Giờ để mình ốp lại cái sàn ở phía trên trước đã. Mình đã ốp xong cái sàn cũng như là lên luôn cả cái diện tích của cái chỗ nuôi gà. Cái chuồng gà sẽ ra như thế nào thì từ từ chúng ta sẽ được biết. Còn bây giờ chúng ta hãy đặt hai cái nesting pen xuống trước. Ta sẽ có một cái medium storage crate. Giờ đặt ở đâu ta? Giờ có lẽ là sẽ đặt ở trong góc này trước đi ha. Một cái. Sau đó gắn cái hopper lên. Nesting pen. Hopper và nesting pen. Hai em gà mình đang có sẵn ở đây là clay chicken. Bỏ vô. Bỏ vô. Nó sẽ bắt đầu đẻ. Đâu rồi? Cái koala đâu rồi? Sao nó mất tiêu rồi? Show koala nesting. Và 7 phút nữa nó sẽ đẻ. Nếu chúng ta bỏ nó vào nesting pen thì nó không có kêu. Chúng ta không hề nghe tiếng luôn, thấy không? Đứng gần kế bên luôn cũng không nghe tiếng. Nó đẻ cũng không nghe tiếng. Nó đẻ thì nó đẻ thẳng trực tiếp vào trong cái nesting pen. Và hopper sẽ tự động bơm ra. Mở lên coi. Mình có được hai cái chicken egg của con này rồi. Đây là clay chicken. Có thể mình sẽ có hai cặp cho một loại. Cái đó thì bao nhiêu cặp mình chưa biết. Nhưng mà bây giờ chúng ta ưu tiên hai con đó trước. Nếu mà có hai cặp thì mình sẽ để nó ở phía sau. Chúng ta có thể để nó ở một cặp ở phía sau nữa. Hoặc là chúng ta có thể cho nó chạy một cặp ở đây, một cặp ở kia. Nếu mà muốn đẹp á, thì ta phải đưa ra cho nó ra chút xíu nữa. Bốn con chạy một cái dọc dài xuống dưới này. Nhìn cho đặc biệt, đúng không? Ta sẽ để cái đó ở đây, đúng không? Rồi chúng ta lên kế hoạch thì lên ngay từ này luôn đi cho rồi. Để sau này sửa mất công quá. Giờ nesting pen nè. Bỏ vô. Bốn con, đúng không? Vậy bay lên cưng. Nesting pen. Bay lên. Để lên nesting pen. Và để lên đây. Rồi nesting pen. Đã chưa? Nhìn nó thật là kinh khủng. Giờ vớt hai em gà xuống. Bỏ ở chổng. Bỏ ở chổng. Quá đã. Bốn con nó đẻ rất là dữ luôn á nha các bạn. Nhiều lắm luôn á. Giờ mình sẽ bỏ mấy cái clay chicken egg vào chổng. Và nó sẽ giống như vậy. Bốn con đây, bốn con kia. Cái gray này nè, không sử dụng cây moving one để có thể đem nó đi chỗ khác được nữa. Nó cũng hơi bất tiện, không có giống như hồi xưa. Ok. Và mấy em này chuẩn bị đẻ chưa? 8 phút nữa. Do mình di chuyển nó, chúng ta không di chuyển nó thì nó sẽ đẻ rất là nhanh. Bây giờ ta sẽ cần khoảng một đống nesting pen luôn á. Rất là nhiều nesting pen. Giờ mình sẽ cần có thêm một cái chỗ để chúng ta farm lúa mì. Và ta sử dụng chicken manure cũng được. Hoặc là sử dụng bột xương cũng được. Kiểm tra thử coi. Đẻ trứng không à? Mấy con gà đẻ trứng dữ lắm luôn á. Chúng ta sẽ phải tính đến chuyện làm gì với mớ trứng đó sao. Rồi ta hãy xuống bên dưới trước. Ta còn được bao nhiêu cái lúa mì nào? Vô đây. Mới có 8 stack à. Chưa đủ 8 stack nữa mới ghê. Đây hết rồi đúng không? À đây còn nè. Hay quá, giờ đủ 9 stack luôn. Chúng ta làm thêm nào. Nesting pen. Từ đây chúng ta sẽ nâng cấp nó lên. Ping. Ping, ping. Rồi đó. Cái này nó công nhận là hao thiệt luôn á. Quá hao luôn ở đằng khác. Công thức nó không có gì nhiều, nhưng mà nó đòi hỏi rất là nhiều gỗ. Và cũng rất là nhiều lúa mì. Gỗ thì mình không lo, nhưng mà lúa mì thì nó hơi căng chút xíu. Lát nữa chúng ta sẽ làm một hệ thống để farm lúa mì luôn. Không sao đâu. Rồi, ta đang có được một đống nesting pen. Sắt thì đã có gà sắt rồi. Chúng ta làm hopper. Medium storage crate này nó chỉ cần phải biến đổi những cái cục than trở thành voi crystal thôi. Vậy là ta có được bao nhiêu rồi. Ta gắn vô trước đi.
mấy con này đúng không? Giờ có ở đây, đây đây và ở đây. Mấy con vậy trước thôi. Mình sẽ từ từ thay đổi vị trí của tụi nó nữa. Bởi vì mình muốn chúng ta để làm sao mà mình sẽ theo dõi rất là dễ luôn á. Và trên đó cứ để cho tụi nó chạy. Ta hãy xuống bên dưới, bấm một cái chữ là Mechanical User. Nó đây. Nó cần phải có Resonating Redstone Crystal, cần có Ender Shaft, và cần có một cái cây này để cắt cái Ender Pearl ra. Sau đó nó cần cái gì nữa? Một cái Trapper, không khó, Lever, có luôn. Ta hãy cùng nhau chế tạo nào. Redstone, đá cuội, một cái Lever. Ok. Bấm vào đây, bấm vào đây. Một cái Rubber trước đi. Sau đó là Glass Cutter. Công thức nó đâu rồi? Bấm vào đây trước chứ. Bang một cái. Ender Pearl mình có sẵn ở đây. Lấy một cái. Bỏ vô. Cắt ra. Rồi sau đó chúng ta sẽ làm sao chế tạo. Cần có Redstone thôi. Đơn giản ha. Chắc là mình làm luôn một đống đi. Trước sau gì chúng ta cũng cần thôi à. Và một cái Mechanical User. Thằng này giống như Autonomous Activator vậy đó. Generic click. Phải rồi, đúng rồi. Phải chuột. Random slot hả? À, random slot cũng được. Random slot là nó sẽ sử dụng tất cả những thứ này ở đây nè. Và on way on. Ok. Ta đi test. Không có test ở đây được. Bởi vì test ở đây nó sẽ bị hút vô trong. Vừa mới nói. Bình tĩnh. Rồi xong. Bấm nhiều khi nó tự động nó nhảy ra bên ngoài. Nó chuyển lên cái scray ở trên này đúng không? Rồi đây. Lấy ra bớt. Chúng ta phải lấy ra bớt thôi chứ không để nhiều gì được đâu. Lấy ra. Nó đâu? Qua đây. Lấy luôn. Và nãy có cái gì vậy? Đá cuội hả? Chắc do lúc mình đập mình xây dựng á, nó rớt xuống đây. Chúng ta đi qua bên kia đi. Ta hãy qua bên chỗ đang trồng cây á. Ở chỗ này. Đang trồng cái Inferium Essence hả? Bỏ luôn cũng được. Không cần thiết. Inferium Essence này trồng có mình nó, đâu có si nhê gì đâu. Mình sẽ để nó đây, để xuống đây. Và ta sẽ thu hoạch một cái. Bỏ cái đó đi. Để lấy cái hộp giống. Lụm một đống đồ lên luôn rồi. Và bỏ chicken manure lên. On way on, redstone on. Redstone on way on mà sao chưa thấy nó làm cái gì hết trơn vậy? Bấm phải chuột, sử dụng chicken manure. À, chính xác rồi. Place block. À, view item on block. Ok. Nó cũng khá chậm ha. Cũng được, chúng ta chỉ cần có một cái chỗ để bơm cái chicken manure vô là được. On the way on cũng được. Mà nếu muốn chúng ta có thể điều khiển nó thì sẽ có cái lever ở đó. Ok, như vậy ta hãy qua bển để tiếp tục chế tạo thêm một thứ nữa. À không, hai thứ nữa chứ. Chúng ta sẽ cho cái cây đó vô trọng. Mình cần một cái cray, chúng ta có cái cray ở phía trên không sao hết á. Chúng ta cần làm một cái cray mới đi. Cái cray nó cũng không có khó chế tạo đâu. Rồi sau đó là cái advanced item. Gì vậy? Item collector. Item collector. Đối với cái cray thì chúng ta lại tiếp tục phải cần có gỗ. Ta hãy chế tạo trước một cái small storage cray nào. Nó đòi hỏi phải có những cái chest. Và như đây sẽ được đủ 8 cái chest. Bấm công thức thôi. Gì thế? Bấm công thức. Và một cái wooden casing. Bấm vào. Một cái. Bấm vào. Và được mon storage crate rồi đó. Rất nhanh. Sau đó chúng ta sẽ coi công thức của Advanced Item Collector. Nó cần một cái Ender Pearl, một cái Redstone Torch, hai cái Glowstone. Có chổng chưa? Hai cái Glowstone, Redstone Torch thì dễ. Và ba cục Obsidian. Đối với Obsidian chúng ta hãy đi làm thật nhanh nào. Bài có bệnh. Làm Obsidian. Giờ chúng ta sẽ còn phải làm bằng tay thêm chắc cũng khoảng vài tập nữa đó. Nhưng mà từ từ căn cứ ở trên xong là lúc đó mình sẽ tự động hóa hết. Không có phải làm những cái giai đoạn như thế này.
Rồi, item collector thiếu Ender Pearl không đem qua mới ghê. Ê, khoan đừng có bay. Bay sớm quá làm gì? Bên này có Ender Pearl mà. Để đầy đồ ra hết trơn. Rồi, chúng ta nâng cấp lên luôn nào. Nâng cấp thì cần có một cái Redstone Torch. Xài Advanced Item Collector nó tốt hơn. Cái gì Advanced nó cũng tốt hết á. Lên chảnh, qua bệnh chứ, không có đi đâu hết. Từ đây chúng ta sẽ để một cái Small Storage Crate để lên phía trên. Và nó rút ở khoảng này là tốt. Ở ngoài sau chúng ta sẽ gắn cái món này xuống. Bắt đầu. Vô trong này hết. Xong. Như vậy là xong. Nó bay tùm lum hết trơn á, nên mình có thể lượm được. Và trên đó ta để một cái chest nữa thì càng tốt. Làm luôn cái chest đi. Để một cái chest. Ta có sẵn cái chest rồi mà không thấy, không để ý. Kệ làm luôn đi, không sao đâu. Chest đâu có mắc lắm đâu, lo. Giờ mình sẽ cần phải có chỗ để xả đồ ra một phát. Ta bỏ hết tất cả mọi thứ ra để mình lấy chicken manure. Giờ mình bỏ vô đây hả ta? Bỏ đây đi. Bỏ đây đỡ. Xả hết toàn bộ mọi thứ mình đang có ra. Những cái thứ này thì mình sẽ lấy lại. Rồi có gì chúng ta lấy lại được nữa không? Giống như mấy món này nè. Nó không phải nằm bên này. Nó sẽ phải qua đây nằm. Đó. Rồi đó. Chúng ta có thể bỏ vô được những thứ đó. Và cái khoan. Hồi nãy vừa mới quăng miếng thịt gà của mình vô. Rồi lấy chicken manure xuống. Đi qua bển. Bay qua bển. Bỏ vào trong cái chest bên kia. Là ta sẽ có được một hệ thống tự động farm. Qua đã. Nó không chuyển vô hả? Ồ, thú vị, thú vị. Nó không chuyển bằng hopper vô ha. Mà vẫn còn vài cái item con đuôi nữa nè. Coi thử coi. Nó có nhận đồ vô hay không? Hay là chúng ta sẽ phải bơm từ đầu nào khác? Gắn vào. Đầu này đi ra extract. On way active. Và đầu này là receive. Là insert. Chuyển vô. Vậy nó mới vô. Hopper thì nó không chịu. Độc đáo ha. Đó, vô rồi đó. Hopper nó không chịu. Chứ như vậy thì nó mới chịu. Vậy là chúng ta chỉ cần chuyển bột xương hay là chicken manure vô là xong. Ok, một chuyện đó được giải quyết. Bây giờ lên trển kiểm tra mấy em clay chicken. Coi nó đẻ như thế nào rồi. Mở lên coi. 15 clay. Cái thời gian mà next drop á, nghĩa là lần đẻ kế tiếp, nó đang giảm xuống rồi đó. Chúng ta sẽ chờ chút xíu sau khi nó next drop lần này xong, coi lại nó là bao nhiêu. Mà thường là cái thời gian đầu tiên, cái lần đầu tiên á, nó đẻ ra cái khoáng sản á, thì sẽ lâu nhất. Và cái phần gà thì mình đã có đầy đủ tất cả những con mình cần rồi. Ta chỉ cần thêm một số con khác. Mana Steel, Terra Steel, Rich Marine cần hết á. Leather, String, với lại Yellowium, Plutonium, Raphite. Những thứ đó căng rồi nha. Ta sẽ cần có rất nhiều thời gian đó. Nickel, Gastia đâu? Gastia chúng ta chưa có. Slam cũng vậy. Ta cần có Slam nè. Magma Slam. Rồi với lại Pink Slam. Tất cả các loại Slam của Tinker Construct luôn đi. Rồi Corbo và Adai nữa chứ. Không, chắc chắn là không có quên được đâu. Manulan luôn. Uranium cũng không cần. Yellowium là được rồi. Con gà ở trên nó gần đẻ. 5 giây nữa nó đẻ. Hãy coi này nha. Cái nesting pan vẫn chứa đồ. Và hai cái chicken manure, 6 clay. Nó sẽ chuyển xuống bên cái hopper. Và cái hopper sẽ chuyển xuống đây. Xong rồi chuyển xuống dưới này nữa. Chúng ta có được 21 cái và khoảng 8 phút. Giờ trời sắp tối, chúng ta hãy coi 10 giây nữa. Nhanh lên. Tôi đang rất là lo lắng bởi vì cái sàn bên kia nếu không qua ngủ á, là quái xuất hiện đầy ở bển luôn á, khỏi ngủ luôn á. 2, 1, chúng ta được bao nhiêu? 6 clay, rồi đi ngủ. Mình ngủ trễ chút xíu mà đã có zombie. Hello zombie. Hello. Ây da. Bình tĩnh. Em zombie. Bye bye. Có em nhện nữa, thì em này không có làm gì hết, nên cứ để cho em ở đó. Và hãy lôi hai cái con gà xuống. Lai giống hai con gà đó ra, cho nó nhiều hơn. Chúng ta còn một cái cây vợt nó mất tiêu rồi. Đây rồi. Nãy giờ quên chuyện đó, gà 10, 10, 10, nhanh mà. Lôi nó xuống.
Một em, hai em, cầm trên tay sẵn, thả ra, cho ăn. Ai, nếu muốn nó đẻ thì chắc là phải cho nó xuống dưới rồi đó. Không thể để nó ở trển được. Nó ở trển nó vẫn đẻ nha các bạn. Con gà ở trển nó vẫn đẻ. Nó có thể lai giống ở trển luôn á. Nó có thể lai hai cái con gà với nhau lại được. Bởi vì chúng ta vẫn có trứng. Mà nó đẻ trứng ở trển thì nó rất là lâu hồi lại cái thời gian chúng ta lai giống hai con gà được. Nên chúng ta sẽ phải đem nó xuống dưới. Nói tóm lại, trong ngày hôm nay mình đã có một cái sàn mới để chuẩn bị làm một cái trang trại gà. Và trong thời gian những hai tập mình sẽ làm thêm hopper, nesting pen, medium storage crate này nọ. Đồng thời cũng sửa lại luôn mấy cái kia nếu được. Còn bây giờ chúng ta sẽ tạm dừng tại đây và hẹn gặp các bạn trong những tập kế tiếp. Bye bye.